Quý vị và các bạn thân mến, Coleman đang có mặt tại bối cảnh quay của gia đình Showbiz. Và trước mắt Coleman là anh Trung Dân và bạn Trần Mỹ Ngọc đang chạy thoại. Rồi chúng ta cùng tiến lại gần xem họ đang nói gì nhé. Một thân một mình. Ông nội qua đời rồi. Chào anh. Ông nội qua đời mà chú Tuấn một thân một mình mà đi qua tới Mỹ học là con thấy chú Tuấn vất vả lắm đó là không? Rồi con định hỏi á, tụi con không muốn hỏi gì, con muốn hỏi là ba gặp chú Tú trong hoàn cảnh nào? Không, không, anh dài lại đi. Rồi cái con sẽ hỏi là ba gặp lại trong hoàn cảnh nào? Rồi sao hai anh em nhận ra nhau? Đúng rồi, ba con định hỏi vậy đó. Em đang bị cuốn có chuyện. Ba sao ba biết hay dữ vậy? con định hỏi vậy đó ba. Ba biết mục đích của con là hỏi đó để làm cái gì luôn mà. Trời ơi, con đâu phải vậy mà. Rồi không, khỏi nói rồi, là quê đi rồi đó. Không, xong bà nói thôi, cái cây của con, ba ăn được rồi. Chị kêu chị bông đi chị. Nãy em có nói đó. Rồi. Thì xong ba nói là thôi, không thể trái cây của con trả lại là... Không, làm gì không được. Ông hỏi nhiêu đó là ngay tim đen rồi. Ra tim đen. Rồi bắt đầu liếu riếu đi thôi. Để bé liếu riếu đi. Dạ ba, trái cây đi ba. Bà đứng về bà đi lên luôn. Nè hồi nãy anh nó rơi nó quê. Anh đang đẹp phải không? Ông đứng dậy bỏ đi đúng rồi nè. Okay. Em lãng lại nữa phải không? Ông nói hết tim đen. Ba nói là thôi trái cây ba ăn no rồi. Ông khỏi nói luôn, không nói đâu. Không nói gì nữa. Thấy không? Em lãng lại nè. Dạ dạ thôi ba. Con xuống đây là con mời ba trái cây, em lãng lại câu chuyện đầu á. Dạ. Dạ ba trái cây cho má. Rồi thôi ba đang chia cây rồi. Rồi đứng đi lên luôn. Đó, bà đủ rồi. Rồi đi về là. Rồi bà bông. Đó vậy em. Là đầu tiên là em hỏi ba. Ủa, là anh Trung Dân là vai ba hả? Dạ, dạ ông Trọng, một cái người rất là dạ anh Trung Dân vô gia đình Showbiz là vai gì anh? Vai ông Trọng, vai chủ của căn nhà. Dạ. Có ba thế hệ ở. Dạ. Đủ thứ dạ. Chuyện xảy ra từ dạ, rồi ổng bị gầy độ rồi ổng nói chung ổng già nhưng mà ổng cũng được nhiều người phụ nữ cua lắm. Cái giai này khó diễn lắm. Diễn với phụ nữ tròn tròn không à. Dạ. Bạn Ngọc là gì của anh vậy? Đây là em dâu cả. À dâu hả? Vô thứ. Tưởng bồ nhí của. Giống mà ba. Dạ rồi. Tâm ơi, kêu quá trang xuống nó chậm giùm. Rồi quá trang xuống chậm một hồi, quay trước cái lớp này đi em ơi. Rồi quay. Vậy á, em sẽ nói cái ý là mấy ngày nay ủa còn diễn viên nào trên kia không? Dạ còn nhiều lắm anh. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi đột nhập. Đột nhập căn cứ. Ừ. Cái này là mọi người nhớ nha là cái này là gia đình Showbiz nha, chứ không phải là gia đình là số 1 nha, mọi người lưu ý nha. Và cái phim này vui lắm á. Hôm nay có diễn viên nào vậy? Ngồi đâu em? Ngồi đâu? Who is bà bông? Ồ, em gái. Ấy, bà bông đấy hả? Bà bông là chị Dần hả? Anh. Nhớ anh không? Em nhớ chứ. Úi giời ơi. Anh đẹp vậy, anh lên TV đẹp trai quá, sao ngoài anh đẹp quá vậy? Ờ, ngoài anh xấu lắm. Thôi, ông lên, ông nói tiếng Anh gọi bắp đó. Giác này nè, ông đâu nói nè. Sao ngoài anh đẹp quá anh? Em mới đâu nghe văn hồi xong mới làm mặt lại. Vậy hả? Văn hồi cơm nè, phải đánh vô coi văn hồi được rồi. Làm cái môi luôn em. Nãy thương làm em như là Johnny Depp ở cái Caribe đó. Mới làm lại. Anh tên gì? Anh Hữu Thạch á. Anh Hữu Thạch hả? Trời ơi, tôi nhà quê quá, tôi đâu có biết rồi trời. Anh Hữu Thành là cây hài đó đúng không?
nhìn anh giống như cứ biển Caribe thiệt luôn á. Anh là Caribe. Dạ. Bè hơn tí. Caribe. Đó, thấy mọi người kêu yêu cầu Colorman đi đột nhập hậu trường của gia đình showbiz nè, đó giờ xếp lên luôn hả? Đang bận quá trời luôn mà cứ dí tôi phải đi nè. Rồi mọi người thấy em gái xinh đẹp này là ai không? Nhớ không? Đây là Yumi, trong gia đình là số 1, bạn thay Thiên Nga. 2 năm rồi mà vẫn đẹp như xưa, không thấy già được, thấy già xíu nào. Già rồi đó anh, già mà đóng vai trẻ không à. Đó. Già 17 tuổi rồi không à. Làm chảnh hả? Đó, ngồi thế mọi người nhìn thấy không? Trẻ chưa? Trẻ xong rồi anh đi. Đó. Nè, cho mọi người coi già, chân dài chút xíu nè. Đó. Ôi giời ơi, đó. Anh đây live stream hả? Anh đâu có live stream, anh quay thôi. Quay up lên kênh Colorman đó. Ủa coi kênh anh không? Có, em có coi nhầm với anh ăn story rồi anh. Còn cô là chị chứ, chị. Chị bà bái gì ta? Chị Bảy Tình hả chị? Trời, cái tên nghe hay vậy, là vợ của ông ấy hả? Là si mê ông trung dân đó. À ha. Bảy Tình luôn hả? Đặt cái tên, đặt tên hay vậy trời. Đang nấu kêu mà. Mới gặp anh Trung Dân ngoài kia kìa, anh Trung Dân nói vô đây phim này sao cho tao nhiều em quá. Ba em mà. Đầu qua. Chạy đâu đây ổng đầu qua lắm. Sao chị? Lượt để đó đi hồi em chạy cho. Chưa tới mà. Rồi đây, đây là một nhân vật mà chắc mọi người có người vẫn còn nhớ. Chị Lê Thị Dần. 100 triệu hả? 100 triệu thách thức danh hài mùa 2. Chính xác không? Đằng xấu quá trời. Đó. Cái gia đình showbiz này là quá gì là bí ẩn. Đây là nhân tố bí ẩn đây nè. Nhà chị Dân chắc là cũng là một trong những tình nhân của ông kia hả? Của anh Trung Dân hả? Hả? Con dâu. Con dâu cả. Lê thì bông, mặc đồ bông. Bông thì lê. Nên là lúc nào người cũng đầy bông. Ủa vậy chị bay từ ngoài kia vô luôn? Vậy giờ chị dọn qua đây chị dọn. Ừ, chị bay từ Thanh Hóa vào. Thanh Hóa không, qua đây. Rồi, trò chuyện với chị, với chị dần chút nè. Ờ, chào người hâm mộ lâu lắm rồi, nhớ chị lắm á. Rồi, năm nay thách thức danh hài mùa năm thế nào cũng mời lại mấy người mà 100 triệu nè. Mời quay lại. Anh em cô quấy gì đó, anh đừng có mặt phan phan em ạ. Nụ thật hài quá luôn nha. Trời ơi. Ủa còn ai nữa không? Còn diễn viên nào nữa không? Không, cắt có đồ rồi. Hả? Vin hả? Cắt có đây không? Cắt liên có đây không? Ủa Thiên Nga vô đây phía vai gì? Em vai Thiên Thanh. Ừ, vai Thiên Thanh. Đúng với là, của em luôn. Là con của ông ấy hả? Con của anh Hứa Minh Đạt. À, con Hứa Minh Đạt. Trời ơi, Hứa Minh Đạt có con lớn dữ vậy. Hứa Minh Đạt xấu nghiệp mà sao mà không thấy nghề nghiệp biết tin đi lắm. Vậy chứ hai chồng đẻ cho hai đứa như tiền đó trời. Đúng rồi. Mình xấu mà chồng hai cái Hứa Minh Đạt xấu. Nhìn cái anh này cũng như con cò bay đã bay la. Mà để cô mà trái cái là em lại là con của chị Bảo Ngọc. Mà chị Bảo Ngọc chị trẻ quá. Mỹ Ngọc. Chị Mỹ Ngọc chứ. À Mỹ Ngọc đâu có. Mỹ Ngọc nhìn già mà. Đâu. Nhưng đừng chị nói Mỹ Ngọc nghe. Alo Mỹ Ngọc ơi, anh liền đang nói xấu em. Ừ, chị Mỹ Ngọc cũng nhìn cũng ngang ngang với là chị Dần chứ bộ. Chị Dần đấy. Mà chị Dần nhìn còn trẻ hơn nữa đó. Bề ngoài chị thì rất chi là hơi già một chút nhưng mà chị nhiều cái còn rất trẻ. Đúng rồi mọi người chứ. Rồi, mọi người nhìn thấy cái đội hình này là mọi người biết là ha, hài cỡ nào rồi ha. Rồi cười banh rạp nha. Cười cũng hạ được môi xuống. Rồi đó, thể theo lời yêu cầu đó. Đó, Colorman đi vòng đó, review đó, quay hậu trường đó cho mọi người đó.
Ôi cái bối cảnh này đẹp quá, dễ thương quá, cây xanh nè. Nhìn anh hả? Bà luôn ba ơi.